mấy rồi? Một bảy giờ số bảy. Nước ngoài không hả chị? Nước ngoài xe. Không, cái Facebook là cái hồi xưa anh chữ. Lâu rồi, vài năm rồi. Cho hoặc chỗ khác ấy. Bay vô mắt chị diễm thấy đường luôn. Không thì bật điều hòa đi cho. Bên đây thứ bảy chủ nhật thì chắc cho lên lầu làm nghe. Cho lên lầu làm cho nó khỏe. Thôi chứ đây có bật điều hòa đi xíu là. Ừ. Để làm đây nó cho thoải mái, vẫn làm dưới này giữ hai người dưới này ngó vừa làm. Mình lên như kia làm cho nó khỏe. Ví dụ nhiều khi con trai đổ làm lưng làm đồ cũng ngại ngại. Hồi nãy nặng lưng rồi đó hả? Đây là răng. Cái mặt má bên kia mà con. À. Có má này không? Câu này nặng nặng câu đi đi sao là, câu này là nó thải khả năng à 10 ấy chứ dạ mà thằng câu này mụn đẹp hơn thằng câu qua luôn á. Mụn đẹp mụn và đẹp nữa không khổ không không cái chỗ này không vứt được chỗ này mụn này mà đang vứt. Trời, ông bị tâm lâm. Mình ở gần đây không hả? Ở Hòa Quý. À, rất là gần đây con Hậu đó. Hộ tắm đây là câu này là chi đây? Câu chi hả? Cái này mẹ ông nó tù kêu á. Cha bị không nhúng trời. Đi với ai? Nhúng chị lo mới mệt. Suốt ngày nói chuyện với chị Loan. Cô này có vẻ chịu đau được nè. Nặng cổ mà như ri là gọi là chịu đau giỏi à. Đi da liễu hồi không thấy đúng không? Trời ơi thiệt ạ, qua đây là hết liền đảm bảo. Kệ cố gắng đi. Thôi nói chung chị trị đây khi mô mà hết rồi đưa tiền trả không được.
Ba mẹ đâu? Mẹ nữa. À, ủa. Thế nghe nó là mà à. Đi đâu đi mà biết mà à à à, nghe nó mợ mợ tưởng mà là... Cô này bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi chị. 15. Năm nay học lớp 10 đấy. Ừ. Trong bữa hôm qua ờ mấy đứa lớp 10 cũng lớp 10 luôn. Như mấy đứa cỡ này. Bạn em có đứa nào bị mụn không? Dạ không. Có ai nữa. Tự tìm ăn trong lớp nữa. Khổ lắm. Thôi yên tâm gặp chị Loan rồi đảm bảo luôn 100% nha. Danh dự luôn. Hết mụn. Nhưng phải chịu đau. Chịu đau giỏi nè, không chắc chắn là giỏi đó, chắc chắn chị đau được. Thì thấy cái màu cái mặt này à, tuần lần. Tuần lần thì nó, nhưng mà nếu mà nó có thời gian á thì nó đi như rứa thôi chứ thằng chữ. Ấy là giờ chữ á, ưng á thì nó sợ chịu đau nổi thôi. Chứ nếu mà chịu đau nổi á thì làm cho hắn kỹ luôn một lần luôn, làm kỹ làm nhiều luôn á. Mà sợ là hơn tiếng rồi chị. Cả phải mấy tiếng cho tiếng chị. Qua cà phê đông. Câu nó hồi nãy 5 cái đúng không ta? Bốn chứ. Bốn hay năm ta? Có tính cái... Câu này gần nhiều lắm. Số 1. Tôi xong là... 5 cái đúng không? Mình quay từ 66. Em đau không anh? Đau. Đau mà nằm im giỏi dễ sợ hơn. Không, nhưng mà cái đau này em chịu đựng được đúng không? Này, dễ thương ghê chịu. May là ổng bị là ri là ổng đi, chứ còn đi mà để lâu nữa là hư mặt là khó chữa lắm. Tháng bé sau là sao bởi chị bởi ra ra là một sai lầm đó, nhưng con kia trời trời ơi hay không nói thật sự là đi da liễu là không hết mà mất thời gian của mình lắm. Câu này chỉ cần 2 cái thôi là xiêm chịu đau được yên tâm mặt này bảo kê luôn. Chị đó yên tâm đi, còn mấy ngày nữa.
Không, chờ không đâu chị. Nhưng mà mấy ngày nữa là ta cống khai rồi. Hết mưa chưa? Phê. Tắt đi con này, 10 phút 15 này. Tắt không hay sao. Rồi được rồi, 10 phút 15.